Xin chào tất cả mọi người. Thì mình đọc trên comment thấy nhiều bạn có hỏi là hiện tượng bình nóng lạnh nhà em là đang không mọi ngày đang dùng bình thường. Thì nay dùng thì có hiện tượng là nước chảy chất yếu hoặc là không chảy gì. Thì khắc phục như thế nào? Thì video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục mà máy nóng lạnh chảy yếu hoặc là không cháy. Thì dụng cụ thì mọi người đây, dụng cụ thì chỉ cần một cái mỏ led như thế này thôi là ok. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn từng bước cách kiểm tra ở đâu và thông như thế nào thì để dùng được luôn mà không cần phải gọi thợ đấy, ai cũng có thể làm được, kể cả đàn bà con gái. Rồi mình giờ mình đến nhà khách mình demo cho mọi người nha. Đây, giờ mình đến chỗ nhà khách nha, mình sẽ demo cho các bạn nha. Thì đầu tiên thì mọi người là nhớ khóa cái van tổng này này, van tổng khóa lại. Kiểm tra sau đó mình kiểm tra cái đường nước đầu vào này, vặn cái đường nước đầu vào này nè, vặn cả hai cái dây này. Thường là đây là nó có cái van này, nó có cái van một chiều này, nó có cái lọc rác. Thì dùng lâu ngày á thì cặn bẩn rác dưới nó hay bám ở đây gây ra tắc, thì dẫn đến là bình nóng lạnh sẽ chảy yếu hoặc là không chảy nữa. Hoặc nó tháo ra vệ sinh cái van này xem có bẩn không. Khi vệ sinh van xong thì mình tiếp tục tháo cái đường nóng nha, đường nước nóng này này, nước nóng này thì có nước nóng thì nó cái cặn bẩn nó hay kết dính lại với nhau. Thì lâu ngày nước nào nhà nào mà bẩn tự nhiều ấy, nên là hai cái dính này nó thành cục như cục đá ấy, thì nó chặn ngay cái chỗ đầu nóng này này, đầu nóng này, đó. Đầu nóng này, mình tháo cả hai đầu ra, tháo hai đầu ra, mình thông. Nếu mà không thông được thì mình nên thay cái dây mới này đi, cho nó yên tâm. Đó. Cái mẹo nha, mẹo mà biết bình để bình thông hay chưa thì mình mở cái đầu dưới của cái bình nóng lạnh nhà nhà này, mở nhà nhà. Mở đầu dưới này nhà ra. Sau mình mở van này, mở cái van. Nếu mà nó thông chảy mạnh như này thì bình nóng lạnh không vướng mắc cái gì cả. Khóa van là mình lại đẩy. Khi mình mở cái đầu này rồi mình mở van thì nước chảy mạnh thì chứng tỏ là bình nóng lạnh không có vướng mắc gì về cái bình nóng lạnh cả. Bình nóng lạnh không, nhưng mà khi mình bật vòi hoa sen thì nước nó vẫn chảy yếu hoặc là không chảy, thì mình lại kiểm tra mình lấy cái lấy cái mỏ lét này, mình vặn cái đầu nước vào và cái đầu nước ra xem cái cặn bẩn nó có bám vào hai trong đây không. Hai cái ốc này, hai ốc này nó cũng hay bám lắm nè. Kiểm tra hai ốc xong, mình thông hai ốc này xong thì tiếp tục mình mở cái vòi hoa sen đây này, vòi hoa sen này mình mở ra xem nó có bám không nha. Nếu mà vòi xem mà bám, mình thông cái lỗ ở đây mà vẫn không được, tắc trong vòi thì mình nên thay cái dây đi cho nó thông, cho nó đảm bảo an toàn. Còn một vấn đề nữa là thay dây thông dây đây hoặc tắc đây. Nếu mà tắc cả đây, tắc đây thì nếu mà tắc vòi hoa sen thì mình nên thay cả cái vòi hoa sen, thay cả dây cho nó sạch sẽ và an toàn. Còn một trường hợp nữa là vòi hoa sen chảy mạnh, nhưng mà cái khi mình chuyển xuống cái giữa mặt ấy, nước nó không chảy, thì mình mở cái này ra này, mở cái thì thường là bên trong đây nó có cái lọc rác,
nó cặn bẩn như này thì nó quay rác hay cặn bẩn nó đọng ở đây, lâu ngày nó đọng nó không chảy mình tháo ra mình vệ sinh ra đi thì nó sẽ chảy thôi. Đây đậy vào à. Đó, chỉ có đơn giản vậy thôi. Thì bình đóng lạnh lâu ngày mình dùng thì mình dùng bình thường, đến một ngày đẹp trời thì thử bơm tự nhiên nó không chảy hoặc chảy yếm thì mình kiểm tra tuần tự như thế. Mình sẽ nhắc lại nè, mọi người cứ làm từ kiểm tra tuần tự nha. Khóa van này mình sẽ cả đầu tiên là khóa van, sau đó kiểm tra cái đường nước vào đường nước ra, đường nóng ra nếu ok hết thì mình đến nha kiểm tra cái chỗ hai cái ốc của gạch gù vệ sinh đây, rồi kiểm tra cái mở cái ốc của vòi hoa sen, thông đường dây thông vòi hoa sen, nếu không được là thay. Tiếp theo mình tháo cái ốc của cái rửa mặt ra mình vệ sinh. Mọi người cứ làm tuần tự hết, và đồ nghề chỉ có một cái mỏ lét như thế này là tự làm được, không cần phải gọi thợ, mất công gọi thợ. Cái này cũng rất đơn giản được. Mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì cho mình like, hoặc là có thắc mắc gì thì có góp ý gì comment xuống dưới, mình sẽ tiếp thu và giải đáp tất cả mọi thắc mắc của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.